xin chào tất cả anh em, mình là Irene từ Cô Sắm Tắm TV. Trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ đem đến cho anh em một số dự đoán liên quan đến giá của Bitcoin trong tuần tới, cũng như là entry và plan của một số altcoin đáng chú ý trong thị trường. Nội dung của video này thì sẽ được tổng hợp từ bài viết của tác giả Poseidon, admin của 68 Trading đăng tải ở trên trang web của coin68.com. Ngoài ra thì anh em cũng có thể tham gia vào channel 68 Trading để có thêm những tín hiệu đầu tư khác từ các admin dày dặn kinh nghiệm của chúng mình một cách hoàn toàn miễn phí. Link của channel thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em nhé. Ok, không để anh em chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên thì anh em có thể thấy là ở trong khung tuần thì chúng ta sẽ thấy giá đã tôn trọng, hỗ trợ và xuất hiện một cụm nến bullish với cây pin 3 rút chân khá là dài và sau đó là một cây nến màu xanh, chính là cây nến của tuần này. Tuy nhiên, một điều mà anh em cần lưu ý ở đây đó chính là tín hiệu bullish này thì chưa thực sự mạnh, bởi vì cây nến xanh của tuần này thì có thân nến khá là nhỏ. Nếu như cây nến tuần này đóng ở vùng giá hiện tại Irene đang quay video này là khoảng 70.300 đô á thì chúng ta có thể nhận xét là phe mua vẫn đang đạt được một sự áp đảo nhẹ sau khi mà phá vỡ được đỉnh all time high. Còn khung ngày thì cho chúng ta thấy một sự sideways khá rõ ràng ở hai điểm như sau. Thứ nhất là hiện tại anh em có thể thấy là giá đang không thể hình thành một setup nào đủ đẹp cho cả hai phe là phe mua hay là phe bán. Các cây nến thì đang xen vào nhau liên tục giữa hai màu là xanh và đỏ với lực nến thì tương đối đồng đều nhau. Vì vậy cho nên là ở trong khung ngày hiện tại thì chúng ta sẽ có một cái giai đoạn tích lũy trong vùng giá là từ khoảng 62.500 cho đến 72.500. Xu hướng tăng thì sẽ chỉ tiếp tục nếu như giá breakout ra khỏi vùng tích lũy này và đóng nến ở trên 72.500. Với việc là sideways trong thời gian này thì Bitcoin sẽ có thể khiến cho những altcoin có nhịp tăng rất là nhanh, tuy nhiên sau đó có thể sụp mạnh xuống. Vì vậy cho nên là anh em hãy hết sức cẩn thận và tránh FOMO ở trong thời điểm này nhé. Thứ hai, chúng ta hãy cùng phân tích thêm Bitcoin Dom. Chart của Bitcoin Dom thì cũng đang tương tự như chart của Bitcoin, đang sideways trong một range từ 51.6% cho đến 54.1%, đang không có quá nhiều những điều để nói về Bitcoin Dom lúc này. Mọi thứ thì vẫn đang 50-50 khi mà Bitcoin Dom vẫn đang sideways ngay ở dưới kháng cự. Nếu như mà chỉ số Bitcoin Dom này breakout ra được vùng cản là 54% thì khả năng cao là Bitcoin Dom sẽ tăng tiếp và vì vậy thì altcoin có thể sẽ bị hút máu khá là nghiêm trọng. Còn ngược lại, nếu như Bitcoin Dom tiếp tục reject cái phần cản này, cửa xuống sẽ lớn hơn và altcoin sẽ có performance tốt hơn và chúng ta có thể thấy là nhiều altcoin bay hơn trong thời gian tới. Thứ ba nữa thì Irene sẽ đem đến một số plan altcoin của 68 Trading cho anh em trong tuần này. Đầu tiên sẽ là ACE hay là ACE. ACE thì đang có một điều chỉnh đáng kể từ đợt đăng gần nhất. Anh em có thể thấy là vùng giá đã quay lại vùng hỗ trợ cứng quanh mốc là 9,8 đô. Để an toàn thì chúng ta có thể mua spot với hai entry hiện tại là 9.3 và DCA khi mà giá giảm về 9, stop loss ở dưới 8.3 và take profit ở khoảng 13 cho đến 15 đô. Thứ hai là DYM hay là DIM. Token DIM thì cũng có một sự tích lũy khá là tốt trong khung ngày. Trong lần gần nhất thì admin Poseidon đã call anh em quanh mốc là 5 đô và lợi nhuận cũng đã khá là ổn. Nếu như anh em đã chốt lời thì chúng ta có thể mua lại token DIM ở hai vùng giá là 5.8 và 5 đô để hold cho đến khoảng 10 đô la Mỹ. Cuối cùng thì Irene sẽ đem đến cho anh em một số những tin tức vĩ mô quan trọng trong tuần tới. Trong tuần tới chúng ta sẽ cần quan tâm đến một số tin tức quan trọng như sau. Vào thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2024 lúc 19 giờ 15 phút thì chúng ta sẽ có số liệu về thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP. Nếu số liệu công bố cao hơn dự đoán thì sẽ được xem là tích cực cho đồng USD và ngược lại. Cũng trong ngày thứ tư này vào lúc 23 giờ 10 phút thì sẽ là bài phát biểu của chủ tịch Fed. Như thường lệ thì bài phát biểu của Powell sẽ có tầm quan trọng nhất định vì nó sẽ thể hiện được phần nào các chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Và thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2024 thì vào lúc 19 giờ 30 phút sẽ có số liệu đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Như thường lệ, nếu như số liệu cao hơn dự báo thì sẽ được xem là tiêu cực cho đồng USD, còn nếu như số liệu thấp hơn thì sẽ là ngược lại. Vậy là vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho anh em một số nhận định về Bitcoin cũng như là plan trading trong tuần tới. Anh hy vọng là những thông tin trên đã hữu ích dành cho anh em. Tuy nhiên thì mình cũng muốn anh em hãy luôn cân nhắc, tham khảo và phân tích thật kỹ trước mỗi quyết định đầu tư của mình. Nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Coin68 TV và ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất của bọn mình. Mình là Irene và chúc anh em một tuần mới thật nhiều năng lượng. Bye!